Spring. Này đã up lên 12.4 rồi. Thì trước tiên bỏ sim vô coi, sim này mới làm nó cắt sóng, nó bỏ sóng vô ok chưa? Okay. À có sóng đâu? Có chứ. Rồi, lên sóng rồi. Nhìn hơi lo quá. Làm lại sim lại 25.000 hả? Không có tốn tiền. Ủa sao? Thì cái sim đầu tiên của nó là 3G mà. Cái đợt đầu mà ai, có nghĩa là ai mà chưa đổi lên 4G lần nào á à, thì là free hả? À, đúng rồi. Tại bình thường mấy bữa mình thấy đi cấp sim là toàn là 25 không ạ? À, anh không, đầu tiên anh chưa ấy á thì mình đừng có nói mình cấp sim, mình kêu rằng mình làm mình đổi sim 4G. Rồi, gắn sim ghép vô. Nè, sim ghép nhập cái mã vô. Thôi bấm gửi à, chọn trong số 8 nha. Ok, chấp nhận rồi. Wow. Chấp nhận. Giờ vô mã này. Kết nối vô wifi. Ti lên thôi. Cái nào mà lên lẹ có sóng luôn người khỏe, cái nào mà không có sóng thì làm các thủ tục khác. Giờ vô nè, vô đang tìm kiếm, đợi xí coi nó có sóng không. Không có dịch vụ, không có dịch vụ bật 4G lên. Tắt wifi đi. Rồi. Mình sẽ vô ứng dụng sim này. Rồi vô dùng số 5 này. Mai mốt ở nhà có cửa hàng thì cứ lấy sim ghép về bán thì làm theo hướng dẫn thôi. Đợi xí cho nó hiện một cái bảng màu đen lên, hoặc là nó sẽ tự động mật ti vô cái màn hình chính, mình không cần phải làm gì hết. Đó, nó hiện bảng màu đen nè. Rồi mình đợi nó hiện cột sóng ở trên đây, có hiện 3G 4G này, thấy chưa, hiện 4G này, thấy chưa, hiện cột sóng, và mình sẽ bấm dòng số 5. Còn mà chưa hiện thì mình đừng có bấm, hoặc là mình đừng có bấm cho nó tự động vô thôi, tự động vô hết, tự động lên sóng. Còn bấm vô có khi nó sẽ báo lỗi kích hoạt hoặc là sim không hỗ trợ. Rồi để coi nó có lên không. Nếu không lên thì mình sẽ làm cách khác. Vô đây coi. Không lên thì làm vài lần nó lên, không rồi làm cách khác. Cái này nó lên hơi chậm, nãy cái sim kia làm lên nó nhanh hơn. Rồi không có dịch vụ. Không có dịch vụ thì mình bấm V 2G nè. Rồi khoan, bấm 4G trước. Mình vô lựa chọn mạng này, coi nó lên không. Lựa chọn thủ công này. Vina đúng không? Phải sim Vina. Rồi lên Vina rồi. Lên rồi thôi. Thì cách đơn giản vậy thôi. Bây giờ bấm tự động lại. Đó, hiện LTE nè. Dễ ẹt à, thấy không? Dễ hơn ghép sim hồi 3G không? Rồi mình kiểm tra tài khoản nè. Rồi, xong. Oh, ok, tài khoản trăm mấy rồi, không mất tài khoản hả? Lên tài khoản ok nè. 900 nè.
tiền trước của Vinaphone. Thì thiết kế nó tương đối đơn giản. Nó có xài internet không? Không, rồi bây giờ nó không xài internet thì mình chỉ để mình về bỏ, mình chuyển về băng tần 2G này, có cài đặt này, di động này, tôi chọn này, bấm băng tần 2G này. Đó, mình sẽ bấm 2G. Không, nó có xài internet. Có xài hả? Có xài, nhưng mà ví dụ về khu vực sóng yếu á, nó sẽ chuyển về 3G lỡ nhỡ cuộc gọi. Bây giờ mình cứ chuyển về 2G cho nó sẽ ổn định trước đi. Là băng tần này là xài ổn định nhất. Mình tắt cái này đi. Là nghe gọi không có bị nhỡ. Nghe gọi thoải mái, ổn định, không mất sóng. Bình thường ví dụ ở đây mình sẽ lấy cái điện thoại mình test nghe gọi qua coi. Ví dụ cái này mình gọi qua số mình ha. Rồi. Rồi qua nè. Số cũng được ha. Số 838 cũng đẹp ha. Mình gọi lại. Tức là ở cái chế độ 2G này nó sẽ ổn định, mình nhìn nghe gọi cuộc gọi bình thường. Còn ví dụ như mà mình tắt cái màn hình đi, mình thử gọi lại coi. Còn cái trường hợp mà ví dụ như để 4G ok không sao đúng không? Nhưng mà khi chỗ nào 4G nó yếu, nó chuyển về sóng 3G thì chắc chắn sẽ bị nhỡ cuộc gọi. Thì đó nên mình mới khuyến cáo là về 2G hoặc là 4G chắc chắn sẽ mạnh, khi nào cần thiết thì mình xài lên thôi. Ok chưa? Qua rồi, tắt màn hình nhận cuộc gọi. Rồi, vậy là xong. Ghép SIM iPhone XS Max screen với lại SIM Vinaphone 4G. Tương đối dễ dàng. Mới làm một thao tác thôi, chưa còn rất là nhiều thao tác nữa chưa xử lý nữa. Rồi. Yeah.